Thiên Ân lên hương vẫn không quên trả ơn, đặc biệt ưu ái là một việc cho tiệm làm thêm cũ. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng làm việc cho một tiệm mắt kính trước khi đăng quang. Tuy nhiên, nàng hậu đã gọi cho quản lý của cửa hàng để xin nghỉ việc ngay buổi sáng sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022. Dù đã nổi đình nổi đám, Thiên Ân vẫn có hành động đặc biệt cho nơi mình từng làm việc. Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022, Thiên Ân đã gấp rút chuẩn bị để tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Miss Grand International 2022 diễn ra ở Indonesia. Do đó, nàng hậu sinh năm 2000 hầu như chưa có dịp gặp gỡ và nói lời cảm ơn với những người đã từng giúp đỡ cô từ trước khi có danh hiệu hoa hậu. Chính vì vậy, sau khi trở về nước với thành tích top 20 MGI 2022, Thiên Ân đã tranh thủ thời gian để đến thăm các anh chị tại tiệm mắt kính mà cô từng làm thêm. Theo đó, dù bận rộn với lịch trình của một đương kim Miss Grand Việt Nam, Thiên Ân vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm tiệm mắt kính mà nàng hậu làm thêm. Mỹ nhân gốc Long An vui vẻ trò chuyện và cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã từng giúp đỡ cô khi còn làm việc tại tiệm mắt kính. Đặc biệt, khi chụp ảnh lưu niệm, Thiên Ân được các fan khen ngợi hết lời khi tinh tế chọn đứng nép phía sau các anh chị, dù bản thân giờ đã là một hoa hậu đình đám của làng hương sắc Việt. Trước đó, trong một buổi giao lưu với truyền thông, Thiên Ân cũng đã từng chia sẻ về mong muốn gặp lại các anh chị tại tiệm mắt kính để nói lời tri ân. Cô nói, chắc chắn là Ân sẽ quay lại tiệm mắt kính từng làm thêm. Trong quá trình thi, các anh chị đã ủng hộ và động viên rất nhiều. Sau khi mà Ân kết thúc hành trình tại Miss Grand International 2022, anh chị chủ cũng đã nhắn tin và nói rằng rất tự hào khi có một cô nhân viên khi giờ đã trở thành hoa hậu như vậy. Được biết, Thiên Ân đã có khoảng thời gian dài gắn bó và làm việc tại tiệm mắt kính này. Chính vì vậy, cô được anh chị chủ và các nhân viên rất yêu quý và quan tâm. Sau khi đạt được chiếc vương miện cao quý của Miss Grand Việt Nam 2022, nàng hậu đã phải nhắn tin xin nghỉ việc để có thể chuyên tâm thực hiện nghĩa vụ với cương vị mới. Thời còn làm ở tiệm mắt kính, Thiên Ân còn bị netizen đào lại được những hình ảnh thời còn bán mắt kính của nàng hậu sinh năm 2000. Theo đó, các fan đã được dịp bật cười với biểu cảm nhí nhảnh của Thiên Ân khi cố gắng thu hút thêm khách hàng cho tiệm. Trước đó, khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cô đã mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc. Điều đầu tiên Thiên Ân làm khi bước sang ngày mới chính là gọi điện xin quản lý cho nghỉ công việc làm thêm vì quá bận rộn với lịch trình đương nhiệm. Giờ em trở thành hoa hậu rồi, em không đi làm nữa, tuyển nhân viên mới giùm em, người đẹp hài hước chia sẻ. Trong đoạn giao lưu ngắn với nhà thiết kế Đỗ Long, Hoa hậu Thiên Ân cho biết quản lý chỗ làm thêm của cô không hề bất ngờ vì đã đọc được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ trước đó. Anh biết từ trước rồi, em khỏi xin luôn. Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ về đoạn hội thoại với quản lý chỗ làm thêm. Thiên Ân được biết là nàng hậu có hoàn cảnh rất đặc biệt. Thậm chí, bà Trùm Hoa hậu Kim Dung còn đặt cho cô danh xưng Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam. Cụ thể, bà Phạm Kim Dung đã chia sẻ bài đăng về hoàn cảnh của nàng hậu sinh năm 2000. Bà thể hiện sự đồng cảm với cuộc sống khó khăn của Thiên Ân khi mẹ qua đời. Bà hứa hẹn sẽ bù đắp cho người đẹp gốc Long An trong thời gian tới. Bà viết, sáng 2 tháng 10, khi thức dậy chợt nhớ ra và gọi cho trưởng ca của cửa hàng mắt kính mà cô bé đang làm thêm. Anh ơi, em lỡ đăng quang hoa hậu rồi, chắc anh tuyển người thay em, chứ em phải nghỉ làm rồi. Có lẽ em là hoa hậu nghèo khó nhất và có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà chị biết. Mồ côi mẹ từ năm học lớp 11, vẫn phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học. Mỗi tháng đi thăm mộ mẹ một lần. Chị Dung sẽ cố gắng để có thể bên cạnh em khi em cần những lời khuyên, tình thương từ người mẹ. Được biết, Thiên Ân là chỗ dựa tinh thần cho bố khi mẹ qua đời. Trước đây, hai bố con ở trọ chung, nhưng hai năm nay, cô ra sống riêng trong một phòng trọ ở thành phố Thủ Đức để tiện đi học làm thêm cho một tiệm kính mắt. Công việc chính của cô là tư vấn bán hàng cho khách với thù lao 40.000 đồng mỗi giờ. Chủ cửa hàng thương cho hoàn cảnh của Thiên Ân nên linh động thời gian để cô có thể vừa học vừa làm. Thậm chí, đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân cũng gây ngỡ ngàng khi tiết lộ cô chưa từng được đi máy bay dù đã 22 tuổi. Chuyến bay đến Indonesia để tham gia cuộc thi Miss Grand International 2022 cũng là lần đầu tiên người đẹp Long An được trải nghiệm chuyến đi bằng máy bay của mình.